rằng chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài hòa thượng Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến ngài. Anh Vũ Bồ Tát kính lễ tam bảo Đức Phật giáo pháp và tăng chúng, kính chào hòa thượng Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Hợp Đăng, cùng chư tôn đức có mặt trong trung. Xin chào tất cả quý đạo hữu Phật tử, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, trong một loạt bài từ ngôn bộ kinh phẩm này, chúng ta sẽ bắt gặp nhiều cảnh ngộ các vị Bà La Môn thuộc dòng dõi Pharadvajas. Lòng dòng dõi Bà La Môn có thế lực lớn, nhưng mà họ cũng có nhiều cái sự kiêu mạn. Khi một người, rồi hai người, ba người ở trong dòng họ Bà La Môn Pharadvajas đã quy ngưỡng xuất gia theo Đức Phật, thì những người kia họ cảm thấy bất bình, phẫn nộ và họ đi đến Đức Phật. Mỗi một người được Đức Phật ngài cho một cái phương thuốc diệu dược, và họ đều trở thành những vị tỳ kheo, trở thành những bậc A-la-hán. Những ngày trước chúng ta học thì mỗi một người Đức Phật ngài đọc cho một bài kệ để trị cái tâm bệnh của họ, và họ đã lệnh mình. Thì hôm nay cũng vậy, Bà La Môn Y Lăng Di Cát cũng đi đến với Đức Phật, và có cái sự phẫn nộ trong tâm như bỗng này. Thì không nói gì cả, Đức Phật cũng cho một lời pháp khiến cho ông ta giác ngộ. Bây giờ xin mời cô tu nữ Dư Pháp đọc cho chánh văn của bài kinh ngày hôm nay, sau đó xin cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng vị giảng sư của ngày thứ tư sẽ giảng giải ý nghĩa này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài hòa thượng Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính tri ân sư, con hoan nghiệp cho Như Pháp biết được tín hiệu, con xin phép được đọc phần bài học. Bài 4: Án hận bậc vô hại là tự hại mình. Kinh Bi Lan Nghi Cá, Bi Lan Nghi Cá Sutta, chương 7, tương ưng Bà La Môn phẩm A La Hán thứ nhất. Trong vật lý có những vật phản hồi khi bị ném đi. Giáo lý nhân quả cũng đề cập hiện tượng này. Ai nuôi hiềm hận với người không hiềm hận thì tự mình bị thiêu đốt bởi hiềm hận. Đối tượng càng thanh tịnh cao quý thì lực phản hồi của ác niệm càng mạnh. May mắn thay cho vị bàn môn trong bài kinh này, giận quá nên chưa thể thốt nên lời, mà lại gặp đấng vô thượng điều ngự chỉ cho bản chất tự hại của sân tâm. Chỉ cần nhìn sự việc từ góc nhìn khác, đôi khi chuyển hóa cả tâm tư, thậm chí chuyển hóa cả cuộc đời. Kinh văn: Thuở ấy Đức Thế Tôn ở tại Rajagaha Vương Xá, chùa Vê Lú Quá Ná. Trúc Lâm:
tại Kalanikabha, khu vực cho sóc ăn trong chùa. Bây giờ Bà La Môn Vilanika Paradhoja được nghe Bà La Môn Paradhoja Gotta đã từ bỏ gia đình, xuất gia, thọ giới với Đức Thế Tôn. Hai kinh này ông ấy phẫn nộ, tức tối, đi đến Thế Tôn. Khi gặp Đức Thế Tôn, ông ấy đứng một bên câm lặng, không nói lời nào. Rồi Thế Tôn biết rõ tâm trạng của Vilanika Paradhoja, đã nói lên kệ ngôn: ghét người không hiềm hận, thanh tịnh không lỗi lầm, bất hạnh sẽ phản hồi như ngược gió tung bụi. Đột nghe nói vậy, Bà La Môn Vilanika bạch Đức Thế Tôn: thật vi diệu thai tôn giả Gotama, thật vi diệu thai tôn giả Gotama, diệu pháp được tôn giả Gotama hiện bày như người dựng đứng những gì bị ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, hay đem đèn sáng vào chỗ tăm tối để những ai có mắt thấy được. Con xin nương tựa Đức Thế Tôn Gotama, xin nương tựa pháp, xin nương tựa Tỳ Khưu Tăng. Mong tôn giả Gotama cho con được xuất gia với Đức Thế Tôn và được thọ đại giới. Bà La Môn Vilanika Paradhoja được xuất gia và thọ đại giới từ Đức Thế Tôn. Được thọ đại giới không bao lâu, tôn giả Vilanika Paradhoja sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu đạt được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng của cánh phạm hạnh. Ngay trong hiện tại với thắng trí, tự mình giác ngộ, chứng đạt và an trú. Vì ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Mà tôn giả Vilanika Paradhoja trở thành một vị A-la-hán nữa. Thích văn: Yo Abhadutthat Sanarasat Dutsati, ai thù ghét người không thù ghét, Suttasa Bosattha Ananyanasa, bậc thanh tịnh không lỗi lầm. Tamê quá ba lăng bách chê tích ba bằng, ác xấu rơi xuống bao trùm kẻ ngu. Su khô màu ra chờ và tiết hòa tăng quá kích tờ tiết, như đi ngược gió tung bụi. Thích nghĩa: theo sớ giải thì tên gọi Vilanika là chữ khác gọi món ăn thanh chi cá. Vì Bà La Môn này nổi tiếng nhờ khéo làm và bán thứ này. Cũng theo sớ giải, Vilanika cũng là một trong những anh em trong dòng họ Paradhoja. Khi biết tin có ba người anh em trong dòng tộc xuất gia theo Phật, ông này dẫn tiếp người đến mức khi gặp Đức Phật không thốt được thành lời. Bản dịch do Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình. Như Pháp kính hồi đạo tràng, cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải bài học ngày hôm nay. Hàng thiện tinh mãi mê trầm cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trì rảnh rang, não phiền cớt buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng.
Tịnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, vị nơi đây tâm đạo tinh thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Hà Dạ, dạ con kính nhân mít thánh sư. Dạ. Nam mô Bụt Hà Dạ, nam mô Tham Ma Dạ, nam mô Sang Ca Dạ, dạ con Pháp Đăng kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Kính đảnh lễ ngài Hòa Thượng Tề Siêu, ngài Hòa Thượng Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, ngài Đức Tề Thi, Đức Tề Đức, cùng với chư tôn đức tăng, kính chào quý bài cô tu nữ thân chào quý Phật tử. Thì bữa hôm nay á, thì mình cũng học tiếp trong cái phẩm Bà La Môn và tương ưng trong phẩm tương ưng Bà La Môn. Và nguyên cái phẩm này đó thì chúng ta thấy rằng cái sự liên quan của một cái dòng họ Parajā. Mà hôm nay á, thì Bilin Vika Parajā đến để gặp Đức Phật, khi mà biết được mấy cái người anh em của mình đã quy y và theo Đức Phật thì ông rất là khó chịu. Thường thường thì chúng ta thấy rằng những người Bà La Môn mới là những người có cái học thức, nhưng mà cũng rất là chấp chặt, nhưng mà cũng rồi cũng nhờ những cái kiến thức đó nên họ chấp chặt. Thì Đức Thế Tôn này đã hiểu được cái khuynh hướng của cái Bà La Môn này ở trong Má Ná. Và chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày thuyết rất là nhiều về vấn đề này. Chính vì điểm đó, đó nên chúng ta thấy rằng, và chúng ta cũng nghĩ rằng cái vị Bilanggika Parajā này là một cái vị Bồ Tát đã tạo được nhiều cái phước lành và cũng tu tập nhiều cái hạnh. Chính vì điểm đó mà với cái việc mà chưa đoạn trừ được phiền não thì cái sân tâm nó vẫn còn. Khi mà thấy những người thân của mình hay là những cái tín ngưỡng dòng họ mình tôn thờ mà bây giờ lại bỏ cái tín ngưỡng đó để đi theo một cái vị sa môn nào đó thì tất nhiên là mình không có vừa lòng mà phẫn nộ. Thì chúng ta thấy rằng cái sự phẫn nộ đó thì một cái người mà thường thường á, họ là thiếu kiến thức hay thiếu học vấn đó, cái sự phẫn nộ của họ nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà ngược lại chúng ta thấy đa số đó thì Đức Thế Tôn là độ những người Bà La Môn là những người mà có cái kiến thức Phật học, có kiến thức học thuật theo Bà La Môn giáo. Và thường thường chúng ta thấy rằng trong Bà La Môn giáo có nhiều cái điểm nhiều cái điểm mà những cái bài kinh nó gần như là nó còn rất là nhiều những cái đại nhân tướng, cái tướng bài kinh tướng đó, những cái tướng đại nhân đó. Thường thường điều này cũng cho chúng ta một cái điều là ở trong đời đó thì chúng ta luôn luôn mong rằng mình có những cái tướng tốt, nhưng mà thật sự ra đó, tướng tốt đó là một phần do cái thiện nghiệp công đức và cái tâm của chúng ta đó mà hướng đến cái sự giác ngộ giải thoát, đó là một cái điều cực kỳ tốt. Mà tại sao vậy? Vì thường thường chúng ta biết rằng đối với một cái bậc đại giác ra đời đó thì chúng ta rất là khó để mà gặp được. Nhưng mà khi chúng ta gặp được bậc đại giác ở trong cái hoàn cảnh nào, có nhiều khi chúng ta mất mát cái người yêu, người thương, mất mát quyến thuộc, mất mát những cái điều này thì kia, nhưng mà chúng ta có cái duyên gặp được Đức Phật đó thì ngài cũng thấy độ. Chúng ta thấy như là nàng Bhattacharya đó mất chồng, mất con, mất mẹ mà đến nỗi là điên loạn, hay là nàng Kisagotami đó có một đứa con xinh xắn mà mất đi đó thì nàng cũng cuồng loạn. Và chính Đức Phật á, chính Đức Phật ngài đã biết Ngài đã biết và Ngài đã khéo để cho Kisagotami với cái điều kiện là đi tìm hạt cải ở trong gia đình không có người chết. Thì chúng ta biết rằng cái tình thương yêu của chúng ta đó,
đối với một cái đối tượng nào cũng vậy. Khi mà chúng ta mất mát thì chúng ta thấy nó rất là đau khổ. Nhưng mà rồi chúng ta mòn mỏi cái thời gian thì cái mãnh lực của cảm thọ cũng sẽ bớt đi quý vị. Quý vị thấy trong 22 quyền nó có ưu quyền. Ưu quyền đó là một cái sự bực bội, khó chịu trong lòng. Và nó ngự trị trong tâm chúng ta. Cái ưu quyền hay là cái khổ quyền, nó là một trong 22 quyền. Mà hệ quyền là chúng ta biết là nó có cái mãnh lực của nó. Và Đức Phật thì Ngài biết được đối với tâm tánh của chúng sanh, đối với căn cơ của chúng sanh, và đối với cái khuynh hướng của các cái pháp bất thiện. Nên là đối với đằng Kisa Gotami thì Đức Phật Ngài dạy đi tìm hạt cải. Trong gia đình không có người chết, Ngài sẽ làm thuốc để cứu con của này. Nhưng mà điều đó làm gì có quý vị, làm gì có một cái học cải mà trong gia đình không có người chết. Thật sự thì chúng ta cứ lớp sanh đi, lớp sanh lại thì lớp chết đi, cứ chết đi lớp rồi sanh lại lớp. Thì chúng ta hiểu rằng cái tâm tục sinh của chúng sanh, có nghĩa là cái tâm tái tục đó, thì cái tâm đó hậu kiếp, và cuối cùng là cái tử, cái tâm đó. Có nghĩa là chúng ta biết là các pháp vũ vi đó sanh lên rồi diệt. Là ý là muốn nói rằng tất cả chúng sanh đó, sanh lên đó, là có hậu kiếp đó, là duy trì cái đời sống ngắn hay dài, rồi đến thời gian tử, có nghĩa là chấm dứt kiếp sống. Như vậy Đức Phật Ngài biết được cái điều này, và Ngài dạy chư Phật đều dạy cái điều này. Và những cái chúng sanh mà có duyên tu hành, ví dụ như giờ chúng ta ở trong thời kỳ Đức Phật Gotama, Đức Phật Gotama đã niết bàn rồi, thì bây giờ chúng ta tu học trong cái thời kỳ Đức Phật Gotama, khi giáo pháp còn, nếu đủ duyên thì mình chứng đắc đạo quả, còn không đủ duyên đó, với cái mãnh lực tu tập của chúng ta, chúng ta sẽ giác ngộ ở trong cái thời kỳ Đức Phật Maitreya, Đức Phật Di Lặc. Vì sao như vậy? Vì thường thường chúng ta biết rằng trải qua một cái thời gian đó, thì có những chúng sanh đó đầy đủ cái khuynh hướng giống như bông sen ở trong nước quý vị. Nên Đức Phật này quán chúng sanh đó, giống như bông sen ở trong nước, có những bông sen đó, nó vươn mình lên cõi nước rồi. Nhưng mà có những bông sen đó, lấp lé ở ngang mặt nước, có những bông sen đó, nó còn nằm phân nửa nước, hoặc phần 3, phần 4, phần 5, hoặc là nó mới nhú ra khỏi cái thân cây sen, để nó lú cái bông từ từ nó lên. Thì chúng ta hiểu rằng những cái điều đó được Đức Phật thì thí dụ giống như trong cuộc đời này, mà mình có tu tập và mình có thường quán xét cái sự vô thường, cái sự sanh diệt, đó là những cái điều kiện. Hay là chúng ta thấy những cái điều bất tình trên thân của chúng ta, ví dụ chúng ta thấy tiền thân ngày Chu La Banh Đá Cá đó, lúc làm đế vương đó, một cái lãnh vực uy quyền như vậy, nhưng mà khi mà lấy cái bông, lấy cái khăn đó, cái khăn sạch tinh như vậy đó lao lên người, thì cái khăn nó đã đen đúa và nó đã bốc dính những cái mùi hôi và bám những cái chất đất. Và tâm tư của Đức Vua tuy rằng đế vương như vậy, nhưng mà cũng suy nghĩ rằng cái thân này quả thật là quế trượt, quả thật là như vậy. Bởi vì thường thường chúng ta thấy rằng một cái người mà chịu quán xét đó, thì mình tắm rửa sạch sẽ như vậy, nhưng mà chút xíu nữa thì cái sự bài tiết, những cái chất bài tiết trong người chúng ta, và cái sự bụi bặm trong không gian này, nó làm cho cái thân của chúng ta dơ bẩn. Một cái người nào muốn giữ cho cái thân này sạch sẽ cũng không được quý vị, không có thể nào được. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy đó, nghĩa là một cái người cái tâm định tĩnh, nhìn thấu được cái sự thật. Cũng như bà La Môn này đó, Bi Lanh Ghi Cá Paracha đó, tuy rằng là ba người anh của mình, ba người trong dòng họ của mình đã đi theo Đức Phật, rất là phẫn nộ, rất là khó chịu, nhưng mà khi tới đó, khi tới thì không nói thành lời, nhưng mà Đức Phật với tâm của mình biết được tâm của vị này, và Ngài nói lên một cái điều đó. Vị này đến gặp Đức Phật phẫn nộ như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn biết rằng Đức Phật Ngài vẫn có cái Phật tướng, và những cái người họ nhìn vào cái Phật tướng đó, họ biết rằng
Ngài là bậc đại nhân. Chính vì điểm đó đó nên đó, Ngài mới nói với Bí Lăng Ghi Cá, một cái người mà phẫn nộ với một cái bậc mà gọi là một cái bậc mà đạo sư hay là một cái bậc đức hạnh đó, một cái bậc mà viên mãn đó, thì giống như là ngược gió mà quải mà rải bụi vậy đó, bụi nó tạt vô người mình thôi, hoặc là ngược gió phun nước miếng nó bay vô mặt mình thôi, không thể nào mà nó ngược gió ném bụi nhơ bụi quần về người ta, cái ai người lành ai quần về ai. Chính vì á Bí Lăng Ghi Cá đó, Phật nói là chá đó, là mỗi người có cái duyên, có cái duyên là khi nghe đó, khi biết được mình phẫn nộ, và khi mà biết được bậc đạo sư đã dạy như vậy thì vị này đã tỉnh ngộ. Nên bình thường quý vị thấy trên đời này có những người khi mà họ phẫn nộ, nhưng cái sự phẫn nộ của họ nó không nhiều, tuy là nó bục lên một chút xíu, nhưng mà rồi nữa nó cũng lắng xuống rất là mau, nó lắng xuống rất là mau, có nghĩa là nó không có dây dẫn quý vị. Nhưng mà chúng ta thấy cũng có nhiều người đó, cái sự phẫn nộ nó dây dẫn, cũng tùy theo cái người đó thôi quý vị. Nhiều khi người đó ở trong cái giáo pháp này, ở trong cái sự đạo tràng Đức Phật và chúng tăng, nhưng mà những người đó nó vẫn không có bỏ được cái sự phẫn nộ, cũng như là cô ca với cá quý vị. Hay là chúng ta thấy xây số nát khá nái vậy, muốn đạt được những điều đó không có đạt được đó, thành phẫn nộ bực bội, từ bỏ Đức Phật, từ bỏ giáo pháp để đi theo ngoại đạo. Nên thường thường chúng ta thấy rằng một cái người mà họ có cái duyên đó, nhiều khi họ chỉ gặp Đức Phật, chỉ gặp chức Đức Phật không lâu á quý vị, gặp Đức Phật không lâu, nhưng mà họ cái thiện tâm của họ nó lại đơm bông có trái được, cái thiện tâm của họ nó có thể mạnh mẽ, nó vươn lên được. Nhưng mà có nhiều người đó, cái thiện tâm nó không có vươn lên nổi, mà cái sân tâm nó quá là cường thịnh. Nên quý vị thấy cũng như là xuống nát khá ná, thấy là cô ca lý cá đó, dù là những cái vị phạm thiên hiện ra, dù là cái bậc thiên nhân chỉ đạo sư khuyên lan khuyên lên, nhưng mà vị này vẫn không bỏ cái hiềm hận, không thể bỏ được cái hiềm hận, dù được xuất gia ở trong giáo pháp của Đức Phật, khác với cái vị Bà La Môn Bí Lăng Ghi Cá này. Chỉ gặp Đức Phật phẫn nộ vì dòng họ của mình bỏ đi theo Ngài, nhưng mà khi gặp được Ngài, diễn kiến được Ngài, nghe được Ngài nói và cái lời dạy của Ngài đó đã làm cho cái tâm tư mềm đi, tâm tư nó nhu nhã vị Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng một cái người mà họ có duyên lành, quý vị thấy cái dòng họ Pha Rôi Chá này quả thật là mình nói là cái túc duyên nó quá nhiều. Ngài Sa Rú Tá, Ngài có mấy anh em mà nam đi mà nữ cũng đi xuất gia và cũng trở thành duyên, gọi là tạo kéo trọng kéo kết duyên với nhau, để rồi được một cái dòng thánh nhất được nhập vào, người trước người sau, sớm người trễ, nhưng mà rồi cuối cùng cũng trở thành những bậc thánh lậu tử. Đây là một cái duyên mà mình nghĩ rằng những chúng sanh đó, khi mà họ sống trong đời đó, khi mà họ mà gặp được thiện pháp, mà họ có cái dũng mãnh tâm đó, cái dũng mãnh tâm của họ đó là điều rất là cần thiết, bởi vì chính những cái điều kiện đó làm cho họ có thể là dễ dàng để rũ bỏ những cái gì mà đối với người khác là rất là khó rũ bỏ, nhưng mà những người này họ rất là dễ rũ bỏ. Nên quý vị thấy trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nói rằng một cái người mà họ khéo quán đó, dù họ là đế vương họ cũng từ bỏ cái ngai vàng rất là dễ. Nhưng mà nếu một người mà không có khéo suy khéo quán đó, dù là ở nhà họ nghèo khổ, nhà cửa siêu vẹo, bàn ghế thì chân cao chân thấp, nồi niêu thì cái lũng cái mốt,
rồi giường ghế thì cái như thế này, cái như thế kia, nhà cửa thì sập sệ như vậy, nhưng mà cái lòng tham ái của họ đó, nên họ không có thể nào bỏ được. Nhưng mà đối với một cái người mà khéo quán, khéo suy đó, khéo quán đó, dù họ là đế vương như ông Hoàng Ma Na Má vậy đó, nhưng mà khi mà vào trong giáo pháp, biết được giáo pháp rồi, thì thấy cái sự thanh tịnh, cái sự mà xuất gia đó, không tranh giành với đời, quả thật là một cái hạnh phúc mà tột cùng. Nên quý vị thấy ông Hoàng Ma Na Má đó, cứ mỗi lần ở yên tĩnh như vậy đó, thì với xuất khá hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc. Thật sự đó thì khi mà làm vua đó thì cái sự canh chừng, cái sự ám sát, cái sự hãm hại đó, cái sự mà lật đổ, cái sự mà đầu độc đó, nó luôn là một cái nỗi ám ảnh xung quanh. Nên khi mà bỏ được cái vương quyền đó, xuất gia rồi thì cảm thấy thật sự là làm giống như mình được giải thoát vậy đó. Chính vì điểm đó nên nhiều quý vị thấy có nhiều người đó thì với cái tâm tư của họ đó, họ đã bỏ được thì họ thấy rằng đó là hạnh phúc. Nhưng mà có nhiều người đó họ không có thể nào bỏ được. Chính vì họ không được bỏ, không bỏ được đó, đó là một cái tâm dính mắc. Và chính cái sự dính mắc này đó, đó là cái sự cột trói. Đối với cái phiền não tâm như là sân tâm cũng vậy quý vị. Nhiều khi mình chấp chặt một điều gì đó, mình không từ bỏ được. Chính cái sự không từ bỏ đó, đó là một cái điều gây là cái sự đau khổ cho mình. Nên thường thường quý vị thấy là trong một cái người mà có sân tâm đó, là họ không có suy xét tế nhị, hoặc là họ thiếu thiếu học hỏi, ít nghe, hoặc là họ thường gặp những cái điều kiện hay là những cái cảnh xấu, những cái cảnh xấu, những cái sự đó đó, đó là những cái điều mà làm cho họ có cái nết sân nhẹ đó, là tuy rằng cái phiền não sân nó vẫn có. Nên bất kỳ cái tâm sân đối với người ta ở đời đó, khi mà xúc chạm cái cảnh trần đó, có nhiều người đó thì nó giống như là cái lấy cái tay mà viết trên nước vậy, rút cái tay thì nước nó bình định, có cái trình độ và có cái tâm có tu tập, nên những vị này rất là nhẹ nhàng khi mà gặp những cái việc mà trái ý nghịch lòng. Những cái vị này bỏ qua một cái cách cũng rất là dễ, rất là dễ bỏ qua. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy có nhiều người đó, cái tâm của họ đó, cái kết chứa của họ đó, nó động đặc hơn tí xíu. Mà Đức Phật thì thí dụ giống như là chữ viết trên cát vậy, nó cần phải có một cái cơn gió, một cơn gió thì sẽ lùa cát đó, đó nó bằng. Thì nhiều khi những người này họ sống, họ bực bội một người nào đó, nhưng mà gặp một cái niềm vui, hoặc là người đó họ cho tặng lại cái gì cho mình, thì tự nhiên hoặc là người đó muốn làm lành với mình, thì tự nhiên cái sân tâm, cái quan trái, cái buộc hiềm hận nó không còn nữa, gì tắt mất ở trong tâm. Nhưng mà rồi cũng có những hạng người, Đức Phật nói rằng giống như chữ viết trên đất vậy, cần có một trận mưa. Khi mà trận mưa lớn đó thì đất nó mới bằng trở lại. Khi một người đó gặp một cái chuyện, một cái chuyện gì đó mà nó đặc biệt, hoặc một thời pháp, hoặc là một cái niềm vui trong một thời thiền, làm cái mãnh lực đó, tâm của họ là tự nhiên đó không có phẫn nộ nữa, không phẫn nộ đối với đối tượng đó nữa. Nhưng mà rồi cũng có nhiều người, Đức Phật đó thì giống như chữ viết ở trong đá quý vị. Thường thường quý vị biết là người ta đục đá đó, đục đá thì cái chữ ở trong đá đó, với năm tháng ngày giờ đó, với năm tháng thời gian nó rất là lâu mòn. Nó có thể hàng trăm năm, hàng mấy trăm năm. Nên cái chữ viết trong đá đó thì cũng giống như người họ quan trái quán thù, cũng như là Đức Phật và tôn giả Đê Qua Đắc Tái vậy đó, hiềm hận với nhau từ kiếp này đến kiếp kia. Đức Phật là người buông bỏ, nhưng mà tôn giả Đê Qua Đắc Tái là người cột lại, cột lại. Trong mỗi kiếp có kiếp như vậy, cái tâm tư suy nghĩ méo mó, khi mà một điều thay gì, cái tâm suy nghĩ đúng theo cái chiều hướng thì đã không quan trái quan thù. Nhưng mà ngược lại, những cái người họ có cái khuynh hướng cố chấp, cố chấp, và cái phiền não tâm nó sân hận, và nó mang lại nhiều cái gọi là quan trái quan thù chồng chất, quý vị, gọi là quan trái quan thù chồng chất ấy.
chứ không phải là quan trái quán thù được giảm bớt, mà gọi là trồng chất. Nên mỗi kiếp như vậy đó thì cái quan trái quán thù nó càng nhiều hơn nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng một người sống trong cuộc đời, những cái thói quen với cái thời gian đó, nó cũng là một cái điều mà Đức Phật gọi là thường cận y duyên. Thường cận duyên có nghĩa là một cái thói quen, một người đụng chút giận mà giận hiềm hận ở trong lòng, ở đời cũng như một cái đó, đất nước, một cái người lãnh đạo không có nhận ngại đó, thì cái chuyện mà chiến tranh, cái chuyện mà hủy hoại lẫn nhau đó, cái chuyện đó nó hiện hữu rất là dễ đối với thời kỳ bây giờ. Chúng sanh bây giờ đã quý vị thấy đâu, vì cái vũ khí, mà những vũ khí này nó có thể gây ra cái sự chết chóc, một sự chết chắc lan rộng nhiều trăm ngàn, nhiều trăm chục ngàn người với một cái vũ khí như vậy. Thành đến Đức Phật này mới dạy chúng ta đó, nghĩa là một cái người mà huấn luyện tâm mình đó, để rồi được mọi người mà họ tôn vinh đó, do cái người đó chế ngự được cái tâm sân. Nhưng mà bây giờ là người bây giờ là họ không có theo khuynh hướng này, họ có theo khuynh hướng là uy quyền thế lực đó, dùng nhiều thủ đoạn rồi gặp những cái sự đau khổ đó, những gặp trở ngại đó thì họ lại phẫn nộ, họ làm cho vừa đã giận họ thôi. Nên đó, thế giới loài người đó, với cái thời kỳ mà Đức Phật gọi là kiếp giảm đó, cái tuổi thọ loài người giảm và cái phiền não tâm của chúng sanh tăng trưởng rất là mạnh và cực kỳ những cái quan trái quán thù. Nên từ những cái bài học này đó, cho chúng ta học được với cái thời gian đó, bởi vì chúng ta thấy rằng thời gian chính là một cái học đường, thế gian là một cái học đường lớn nhất. Những cái đại học nào chúng ta học 5-3 năm chúng ta cũng ra hết. Nhưng mà cái đại học đường thế gian này đó, chúng ta muốn thoát ly bốn khổ cảnh đó, chúng ta phải đạt được đạo quả tu đồ quần, chúng ta phải thấu triệt được, diệt trừ được thân kiến hoài nghi và dễ thâm thụ, chúng ta mới có thể vĩnh ly được bốn đường ác đạo như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy thì Đức Phật này đã là một cái người mà ở trong học đường này, và chúng ta thường thấy những cái việc mà trái ý nghịch lòng đó là những cái điều thường có, thường phải chịu. Vì sao vậy? Vì thường thường đối với cái sự vận hành của vũ trụ đó, mưa nắng thất thường, mình gọi là mưa nắng thất thường, thật sự ra đối với chúng ta nhưng mà thật sự ra nó có những cái điều kiện nguyên nhân. Ví dụ chúng ta thấy như thời kỳ này khí hậu nó ô nhiễm, rồi cái những cái năng lượng đó nó nhiều cái gây tác hại môi trường, nên khiến ra những lúc nắng thì nắng kinh khủng, lúc mưa thì mưa kinh khủng. Nên đó, chúng sanh đó phải chịu nhiều cái hiểm họa từ những cái xung quanh. Và những cái điều đó mà chúng ta hiểu biết được đó, chúng ta mới thấy được sự khó tu nhưng mà chúng ta phải cố gắng tu, sự khó bỏ nhưng mà chúng ta cố gắng bỏ. Tại vì nếu mà chúng ta không bỏ đó, là chúng ta cứ rơi vào trong đọa xứ. Chúng ta cần phải cố gắng bỏ, vì chúng ta có bỏ được những cái sự bực bội khó chịu đối với thời tiết, đối với tha nhân, đối với bản thân của mình đó quý vị. Bởi vì thường thường quý vị thấy cái bản thân chúng ta rất bất toàn. Ví dụ chúng ta ăn uống thì chúng ta bị tiêu chảy, rồi chúng ta ăn uống chúng ta bị tăng ăn xăng, hoặc là chúng ta bị mỡ máu, rồi chúng ta bị đột quỵ, chúng ta bị đủ thứ hết. Tự bản thân của chúng ta nó đã là cái sự rắc rối rồi. Thì chúng ta muốn thế gian này đừng có rắc rối, chuyện này không có thể có được. Các pháp vũ vi là cái sự xung đột lẫn nhau quý vị. Nên quý vị thấy tứ đại đó, được ví dụ như là những con rắn, những con vật mà xung đột lẫn nhau. Những con vật thì không có theo cái khuynh hướng. Tứ đại thì nó có cái khuynh hướng riêng của nó, và nó xung đột lẫn nhau. Nên chính vì cái thân của chúng ta là tứ đại, nên nó tự xung đột, nó tự sản sinh ra nhiều nhiều cái điều mà nó gây ra cái chướng ngại do cái nghiệp và do cái sắc nghiệp tục sinh của chúng ta.
và nó tạo ra nhiều nhiều điều mà từ bản thân của mình, mình thấy mình mệt mỏi, mình thấy mình bực bội, thấy mình khó chịu với cái thân của mình, muốn ngủ mà không ngủ được, muốn ăn lại không ăn được, đi đứng khó khăn. Như vậy chúng ta thấy được cái bản thân của mình là nó như vậy. Nên khi một người mà họ sống với cái sự luyện tập ấy, khi mà gặp được Đức Phật, như là vị Bà La Môn Bí Lanh Y Cá này đó, gặp được Đức Phật, Đức Phật nói về cái sân tâm, thì vị này tỉnh ngộ liền với gì. Nên bình thường có gì cái phiền não trong tâm của chúng ta còn, nhưng mà chúng ta nhận diện được nó đó, đó là điều rất là cần thiết. Bởi vì khi mà chúng ta phi chân, cứ tưởng thực chân lại thấy phi chân nó là tư duy một cách bậy bạ, người như thế khó mà đặt chân đó. Thực chân biết đó thực chân, phi chân biết đó phi chân, mới là tư duy chẳng chút bậy bạ, người như thế ấy mới là đặt chân. Cái gì sai ấy, mình biết đó là sai, cái gì lầm lỗi biết là lầm lỗi, cái gì cần từ bỏ là biết phải dứt khoát từ bỏ. Tuy rằng có những lúc không có ai nhắc nhở thì mình không có thấy được những cái khuyết điểm đó. Nhưng khi có một người nào nhắc nhở thì mình sẽ thấy khuyết điểm đó và mình sẽ từ bỏ, mình sẽ hứa với lòng là sẽ từ bỏ. Chính vì điểm đó, nó có thể làm cho mình sau này mình rất là dễ, khi mình gặp cái cảnh đó mình đau khổ nhưng mà rồi mình cũng dễ buông bỏ. Khi một người nói một cái câu hay thì cái tâm tư mình nó sáng tỏ, và những cái điều đó nó trở thành không có tác động với cái đời sống của mình nữa. Nhưng mà ngược lại, cái người có cái thói quen chút nào cũng câu chấp, chút nào cũng phẫn nộ đó, thì có gặp ai đi cũng vậy thôi, cái gì có gặp Phật đi thì Phật cũng không có thể nào độ được những người như vậy. Bởi vì Đức Phật độ những người hữu duyên, cái sự duyên đó, đó là những cái điều kiện của gì. Cũng như mình nói rằng có duyên tu không, mình đi tu một bữa đi gọi là có duyên. Duyên là những cái điều kiện, mình tạo điều kiện đủ đi là mình có duyên thôi. Cũng như bây giờ mình biết rằng mình nói rằng bỏ được cái tâm sân, cái lúc nào đó ai chọc được mình bỏ được thì mình gọi là mình cũng sẽ tập như vậy. Và những cái nhân chủng tử đó sẽ lớn lần theo thời gian, và những cái ác pháp nó không phải lớn lướt. Bởi vì khi mà chúng ta sân á, mà chúng ta giữ trong tâm đó, thì chúng ta tạo tác, thì những ác pháp sẽ tăng trưởng. Nhưng mà nếu chúng ta sân á, ai chọc mình sân mình bỏ được đó, mình không có làm cho cái ác pháp nó tăng trưởng lên, thì tất nhiên là mình đã thấy được những cái điều đó. Và như vậy á, thì cái sân tâm của chúng ta bỏ được như vậy đó, đó là những cái sự tu tập của chúng ta. Bởi Đức Phật nói rằng sa môn kham nhẫn là cái hạnh tối thượng. Bởi vì chúng ta thấy rằng Đức Phật này dạy sa môn cái hạnh kham nhẫn là cái hạnh tối thượng. Bởi vì một vị sa môn mà thiếu cái đức kham nhẫn đó là không có kết quả, quý vị, không kết quả. Nên một người đó tu mà kham nhẫn được đó, tại vì bản chất của mình đó, mắt thấy tai nghe mũi ngửi miệng niệm thân xúc chạm đó, thì chúng ta có những cái vừa lòng mà không vừa lòng. Nên đó, Đức Phật đang vừa lòng là vừa với cái khuynh hướng của mình, nhưng mà không vừa lòng sẽ là cái mặt trái mặt phải của vừa lòng. Bởi nhiều khi quý vị thấy rằng ví dụ mình ăn cái vật đó mình thấy ngon, nhưng mà ăn rồi hồi thấy đau bụng, thì rõ ràng nó mình ăn cái vật đó, nhưng mà rồi cái vật đó nó cũng có cái những cái hệ lụy, và mình phải chấp nhận nó, mình chấp nhận và thừa cái sự khổ đau của nó. Chứ chỉ có như vậy đó mình mới thấy được và mình mới rũ bỏ được cái sự chấp chặt. Chính cái sự chấp chặt của cái tâm sân đó, nó còn quan trái quán thù, và chính cái tâm sân đó nó làm cho chồng chất thêm những cái khổ đau. Còn một cái người khi mà họ biết được đó là cái bậc đại giác, là cái bậc mà từ bỏ những cái sân hận, cái bậc đó là những cái bậc tối thượng trong cuộc đời này, bậc đó có những cái mỹ tướng, bậc đó là bậc từ bỏ những cái phẫn nộ, và đối với mình không dùng phẫn nộ để mà phẫn nộ với những bậc mà đại nhân đó. Thì mình có giữ tâm được như vậy đó, mình mới thấy rằng trong đời á, thì chúng ta thấy rằng những cái cây độc á, nó có những cái gốc độc. Chúng ta thấy như là nói về cái cây, những cái cây mà có cái khuynh hướng độc tố đó, thì nó bỏ xuống đất, thì những cái chất gì nó hút lên á, đều là những cái độc tố. Rồi nếu mà một cái cây á, mà nó có những cái vị ngọt đó, thì bỏ xuống đất này nó hút lên những cái gì là những cái vị ngọt, những cái chất ngọt ngon. Thì cũng như vậy ở đời đó, nếu người ta sống
ta biết mình phải phải tập như thế nào, à, mình phải tập như thế nào, mình phải tiếp nhận như thế nào, à, mình phải tiếp nhận như vậy và mình sẽ tích lũy như thế nào. Đó là cái điều rất là cần thiết. Mình tích lũy những cái đức tánh từ bi, hỷ xả, đó là những cái tích lũy đó, nó có mang lại cái lợi ích cho mình, cho người đời này đời sau. Còn nếu mà mình tích lũy những cái phẫn nộ đó, nó chỉ làm khổ mình, khổ người, khổ đời này, khổ đời sau thôi. Tại vì nó là quán trái, quán thù, nó là sự chồng chất của phiền não, sự chồng chất của đau đớn, sự chồng chất của trả ăn miếng trả miếng, à, ăn miếng trả miếng, vay trả với nhau như vậy. À, nên đó, cái vị Bà La Môn này là một cái, à, vị rất là có duyên. Và cái dòng Pharoja là một cái dòng Bà La Môn mà chúng ta học tới, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những vị đã sống dưới thời của Đức Phật và đã để trở thành những bậc thánh, à, A-la-hán, A-la-hàm, à, những bậc lậu tận như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng á, à, chúng ta sống với nhau, kết duyên với nhau. Cũng như thường thường quý vị thấy câu chuyện mà, à, anh chàng thợ săn và những người con đó, tất cả đều đắc đạo quả hết. Người vợ đắc trước, nhưng mà rồi tất người chồng, rồi những người con trai, con gái, con dâu sau này đắc hết. À, tại sao vậy? Vì cùng làm những cái thiện nghiệp, mà cùng có một cái khuynh hướng, à, tôn vinh những cái pháp thánh thiện, tôn vinh cái bảo tháp của Đức Phật, à, cùng cái sự chung lo, cùng với sự hy sinh tạo tác những cái chủng tử của những cái thiện nghiệp và mang họ đến với nhau, à, trong cái sự luân hồi mang họ lại gặp với nhau và mang lại họ là những người hữu duyên được Đức Phật tế độ. Và những cái pháp gì Đức Phật ngày thuyết giảng đó, họ dễ dàng hành trì và dễ dàng để đạt được. À, đây là một cái điểm mà chúng ta thấy Đức Phật ngày nói, ngày kể là những cái câu chuyện đều là nhân duyên hết quý vị. Còn khi một người mà gọi là không có nhân duyên đó, thì chúng ta không có thực hành. Chúng ta không chịu thực hành. À, vị thầy kêu từ bỏ sân hận, chúng ta không chịu từ bỏ sân hận. Vị thầy kêu là trưởng dưỡng từ bi, mà chúng ta không có trưởng dưỡng từ bi. Thì chúng ta đã không làm theo cái vị đạo sư rồi, không làm theo vị thầy rồi, chúng ta đã làm ngược lại thì chúng ta chỉ có chỉ khổ đau thôi. Và giống như ngược gió ném bụi nhơ, bụi quần như người ta, kẻ ác hại người lành, hại quần như kẻ ác. Chẳng phải lẫm điên thẩm, chẳng phải ở không gian chui hang sâu núi vắng mà trốn khỏi tử thần. Chẳng phải lẫm điên thẩm, chẳng phải ở không gian chui hang sâu núi vắng mà thoát nghiệp dễ dàng. À, những cái nghiệp ác mà chúng ta đã làm, à, những cái quan trái quan tù mà chúng ta đã tạo tác đó, nó sẽ nung nấu chúng ta từ cái khổ trong kiếp sống này và từ cái sự nung nấu trong khổ cảnh địa ngục, à, khổ cảnh trong những cái loài ngạ quỷ súc sanh phải chịu những khổ cảnh nung nấu như vậy. Nên đó, Đức Phật ngày thuyết giảng và cái vị Bà La Môn này đã khéo nhìn được cái mỹ tướng của Đức Phật, bậc đại nhân nói, à, không nên suy xét làm hại những cái bậc đại nhân, à, và chỉ có khi nào hiểu được cái bậc đại nhân là bậc từ bỏ những cái pháp ác, những cái bất thiện và hãy suy nghĩ theo cái khuynh hướng đó. Chính vì điểm đó nên chúng ta thấy rằng ở đời sống mỗi người đó, sống và mình tạo giống như cái cây mía nó xuống dưới đất vậy đó, những cái gì nó hút lên là những cái chất ngọt, à, hay là những cái cây cam, à, nó hút lên những cái vật chất gì đó là những dinh dưỡng, à, những cái vitamin, à, cho lại người. Cũng như vậy sống trong đời của chúng ta, à, cho được mình, à, cái cơ hội để thoát ly những cái sân hận phiền não, à, và nhìn nhận được cái sự khổ đau đó, à, để từ bỏ được những cái trở ngại, à, những cái gì mà mình nên cố gắng từ bỏ thì phải nên từ bỏ. Vì những cái điều đó nó tích lũy cho mình, nó không có tốt đẹp, nó trở thành cái thói quen, à, mà dây mơ để má nó cứ lận đận lao đao thôi, à, nó làm cho mình lận đận lao đao. Nhưng mà nếu mà mình có cái thói quen dứt khoát đó, mình biết được nó là cần phải từ bỏ thì mình nên từ bỏ nó. Và khi mình từ bỏ như vậy được an lạc quý vị. Đức Phật tuyên bố thấy được nó, biết được cái nguy hại của nó là nên từ bỏ, và nếu người nào từ bỏ được ta tuyên bố người sẽ được an lạc. À, như vậy thì cái sân tâm đó là một trong những cái bài học mà chúng ta thấy trong Tăng Chi Bộ Kinh. Đức Phật đã tuyên bố một pháp đó, ta tuyên bố một pháp đó, ai bỏ được sân tâm đó người đó sẽ được chứng ngộ, được giải thoát được.
Chính vì cái sân tâm đó, đó là những cái ác pháp, những cái phiền não và những cái pháp mà nó nung nấu, nó làm cho mình hệ lụy, và nó là những cái mầm mống của nhân quả chồng chất, những cái đau khổ liên miên, triền miên, sự đau khổ chồng chất triền miên. Chính vì điểm này nên cái vị Bà La Môn này đã nghe được Đức Phật ngày nói về cái sự hãm hại, hay cái sự trong tâm đó có cái tính chất thù ghét đó, đều là những cái nên từ bỏ. Và vị này đã thực sự từ bỏ, đã từ bỏ, đã sống trong đời sống xuất gia. Và với cái lời dạy của Đức Phật, vị này miên mật hành trì thời gian không lâu rồi trở thành một thánh A-la-hán. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay con xin trình bày với là trình bày. Bây giờ thì con kính hành lễ quý ngài, xin kính dâng cái phần phước đến quý ngài, chia phần phước đến quý vị, xin hồi hướng đến tất cả chúng sanh hữu duyên hữu phước và nhận phước này để được an vui tận hòa, được lợi tận lạc một vàng. Bây giờ thì con đảnh lễ ngài hòa thượng để giác đẳng để chỉnh ngài hòa thượng điều họp phần thảo luận. Sa thú kính truyền thượng tọa pháp đăng rất nhiều với pháp thoại hôm nay. Và bạch hòa thượng thầy sư, không biết hòa thượng có ở trước máy không? Nếu hòa thượng thầy sư dạ bạch hòa thượng thầy sư, không biết hòa thượng có ở trước máy không? Nếu hòa thượng thầy sư đang ở trước máy và nghe được, kính thỉnh hòa thượng chúng tôi hỏi quý Phật tử là quý vị có nghe chúng tôi vào một lần nữa, xin hỏi hòa thượng tự siêu, hòa thượng có ở trước máy không? Nếu hòa thượng tự siêu nghe được, xin hòa thượng hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Quý vị hoan hỷ chờ chúng tôi một chút nha. Có vị nào quan hệ cho chúng tôi biết rằng ở trong lớp học chúng ta còn có vị giảng sư nào hiện có mặt ở trước máy không? Thưa Phật tử, có một điều mà ít khi chúng ta nhận ra được trên phương diện nhân quả đó, đó là có những thứ nó như là cái định lực phản hồi, một cái điều ác xấu mà một người khởi từ trong tâm của mình, và nhất là điều ác xấu mình nghĩ đến tha nhân, mà cái đối tượng mà mình nghĩ đó vốn là một bậc vô nhiễm, một bậc không có phiền não, thì thưa quý vị, điều đó nó thường quay trở lại với chính mình. Nó quay trở lại bằng hai cách như chúng ta nghe thượng tọa Pháp Đăng đã giảng giải. Một cách là chúng ta thường quan điểm đó là một cách theo nhân quả. Mình nghĩ quấy thì tự khởi sanh những cái quả bất thiện. Thời Đức Phật còn tại thế, có trường hợp ghi nhận rằng một ông bá hộ tôi đi giác, ông khởi sanh một cái tà niệm đối với ngài Mahācāryāna. Chỉ đơn giản không phải là sân tâm nha, chỉ là tà niệm. Tại vì ông thấy ngài tướng hảo rất là quang minh, nên
ông nghĩ là nếu người này mà là một người nữ chắc mình cưới là vợ, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà không may đó là cái người mà ông nghĩ đến lại là một vị A-la-hán. Cái tà niệm đó khiến cho ông từ nam hóa thành nữ. Và cũng có trường hợp một vị đại thần của vua A-sa-thế nhìn thấy một vị thánh tăng dùng thần thông xuất hiện ở trên ngọn cây và từ đó bước xuống. Thật ra trong lòng vị này thì nghĩ cái đơn giản thôi, vị này có hiện thần thông với con khỉ chuyên ngành từ ở trên xuống. Và do cái ý nghĩ đó mà sau khi vị này mệnh chung á sanh làm loài khỉ. Hay là có một người, có một thiếu nữ, người này thấy vị Phật động giác thì khất thực nha, thì cũng phát tâm đem ra cúng dường và nghĩ đó là một vị tu sĩ, rồi quay trở vào. Trong lúc nói chuyện với những người bạn thì nói rằng hồi nãy có vị sa môn đi ngang và cái lưng vị đó là lưng gù, và người này đó lại giả cái bộ dạng của một người lưng gù, gù lưng đi không không để nói về Phật độc giác, và chị em vui cười khúc khích. Đó chỉ là một câu chuyện đùa bông vơ thôi, nhưng mà lại cái đối tượng mà bị nói đến nó lại là một Phật độc giác, một bậc hoàn toàn thanh tịnh. Vì vậy vị này trong nhiều kiếp sanh ra bị gù, đến kiếp chót đó, không phải đến kiếp chót mà đến kiếp khi mà ra đời gặp Đức Phật đó, lại là một cái người tỳ nữ rất là thông tuệ có tên là Kuchatara, nhưng mà lại bị gù lên. Khi mà chúng ta nghe những câu chuyện như vậy đó, và nếu chúng ta có niềm tin ở Phật Pháp, thì thưa quý vị, trước chất á, là chúng ta tránh những cái mạo phạm. Bây giờ thì chúng tôi thỉnh thoảng nghe một số Phật tử cũng có, mà tăng ni cũng có, hay nói biếm nhẹ, dèm pha, nói xấu các vị thiền sư. Mình thích vị này không thích vị kia, hay quan giả mình không thích tu thiền. Thì các vị này nói thì kiểu giống như là cái chuyện dị nghị ở bên ngoài, nhưng mà thật sự mà nói đó, chúng ta khoan nói rằng vị này là thánh, vị kia là phàm, vị này tu cao hay tu thấp. Thí dụ như những vị mà họ tu tập, nhất là tu tập thiền định, mà mình có cái tâm mà nói họ mình không biết rõ chuyện gì, thì cái đó nó cũng là một điều không nên, rất là đáng sợ. Và nói chung là chúng ta càng tránh đi những cái mạo phạm như vậy càng tốt, bởi vì chúng ta không biết được. Đó là chúng ta chỉ nói về cái trường hợp là cái sự vui đùa bỡn cợt, nói chơi thôi, đừng nói chi đến cái tâm sân hận. Dạ, tâm sân hận trong quán thù. Thời Đức Phật còn tại thế có một vị thì kéo tên Kukalika. Vị này vì cái chuyện rất là tầm thường, mà cũng là do cái nghiệp trong quá khứ, đem cái tâm hiềm hận, quán ghét Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên. Đến đổi mà một cái, khiến cho một cái chứng bệnh là những cái mục giống như mục nhọt nổi lên toàn thân, và rồi dẫn đến cái chết và sanh vào địa ngục. Thì thưa quý vị, bởi vì cái người mà đọc những câu chuyện này thường là tránh được chuyện nào tốt chừng đó, mình càng bớt nói,
mình càng bớt nói chơi, nói biếm nhẹ, nói chỉ trích, thì chúng ta lại càng tránh được nhiều cái nghiệp ở trong đời sống. Nói cách khác là mình nên tập trung tu tập, tức là thì quý vị quan thị chờ chúng tôi một chút. Dạ, quý vị quan thị chờ chúng tôi một chút. Thì thưa quý vị, cái vấn đề của chúng ta tại đây đó là chúng ta ích kỷ đến nhân quả, và chúng ta cũng ích kỷ đến khi mà mình nuôi dưỡng cái hiềm hận trong lòng đó, thì tự mình chuốc khổ. Ở trong đời này mình dễ chuốc khổ lắm. Tại vì sao? Nó cứ chất chứa từ năm này qua tháng khác, từ nơi này đến nơi khác. Thật ra thì trong câu chuyện này chúng ta thấy một vị Bà La Môn cũng là trong dòng tộc Pharaoh cha, rất là may mắn. May mắn là nói theo ngôn ngữ ngoài đời, nói theo ngôn ngữ của Phật Pháp là rất là hữu duyên. Đúng trong cái thời khắc ấy, mà vị này đang phẫn nộ cực điểm, phẫn nộ đến nỗi mà không nói thành lời được. Thì lúc đó Đức Phật như một vị thầy thuốc, Ngài đã dùng một giọt cam lồ, và bằng cái túc duyên, bằng cái trí tuệ, bằng một cái năng lực của Đức Phật, vị này được khai tâm. Vị này nhận ra rằng mình giận một cái người không giận mình, giống y hệt như là mình ném bụi mà ngược gió vậy. Chúng tôi hồi còn nhỏ đó, thưa quý vị, ở miền quê có một vài trường hợp mà chúng tôi biết rõ về điều này, là ban đêm cầm đuốc đi, thì có những lần mà chúng tôi không có khéo á, cầm đuốc đi ngược gió, cái tàn nó bay vào trong người bị phỏng. Và chúng tôi về nói với ông ngoại thì ngoại rầy. Ông ngoại nói sao con ngu quá vậy, sao con dại quá vậy, đã cầm đuốc rồi cầm đi ngược gió ban đêm, gió đến mình không để ý, mình còn nhỏ mà cầm cứ quơ quơ thôi. Và cái chuyện này cũng có thật xảy ra trong đời sống của chúng tôi, là hồi chúng tôi còn nhỏ đó, có nhiều khi thân mẫu đuổi đi hốt tro, hốt tro về để bón cây, hốt tro vì để đổ cái hầm vệ sinh, thì mình còn nhỏ mà mình lấy cái mo cao mình xúc tro và mình cứ bưng khơi khơi vậy đó, không có đẩy cái gì hết. Gặp một cơn gió, gió ngược là tro nó tấp đầy mặt, đầy quần áo. Sau này chúng tôi có dịp đọc ở trong Phật ngôn mà Đức Phật ngài dạy về cái bụi tung ngược gió đó, cũng là một cái ví dụ mà từ đó cho chúng ta sự suy tư, là có rất nhiều điều ở trong cuộc đời này mình nghĩ rằng mình phản ứng mạnh mẽ đối với người khác, mình nghĩ rằng mình đang tìm cách để mình giải quyết cái chuyện theo ý của mình, nhưng mà rồi những điều đó nó lại biến thành những cái thứ bụi bay ngược gió. Nó lại tấp vào chính mình. Nó rơi trở lại với chính mình. Và vì vậy, đây là một công án. Đây là một thí dụ để suy ngẫm. Bởi vì ai trong chúng ta đó, cũng có rất nhiều trường hợp nổi cơn thịnh nộ, nổi cơn giận,
Và trong lúc nổi cơn giận đó, mình có những lời xúc xỉm, có những lời phỉ báng, có những lời nói nặng một người nào đó. Có khi thì nói nặng cha mẹ, có khi nói nặng những người lớn tuổi, có khi nói nặng những bậc tu hành, có khi nói nặng những người tốt. Mà mình không biết là những giờ phút đó đó mình gây ác nghiệp. Mình không biết rằng những điều đó đó nó là những thứ bụi tung ngược gió quay trở lại để gây khổ cho chính mình, để gây cái ác quả, để tạo ác quả cho chính mình. Và thứ gì càng nghĩ đến điều này đó thì chúng ta càng giảm thiểu. Có những người ở trong đời này họ cao ngạo, lớn lối, họ nói bất cần, họ nghĩ rằng họ là người muốn chê ai thì chê, muốn nói xấu ai thì nói xấu, muốn làm ai thì làm. Nhưng mà chúng tôi nhận ra rất là nhiều rằng những người đó rốt cuộc là chút lấy cái hệ quả của những cái phiền phức, những cái khổ đau, những quả bất thiện. Mà về sau này khi họ nhận ra thì đã hối hận rồi. Ở chùa đó hồi trước chúng tôi biết có một anh Phật tử vì cái chuyện mà giận, giận là do anh cố tình giận chứ phải không giận. Anh đi chửi chùa, chửi chư tăng. Thì lúc chuyện xảy ra chứ chỉ là chuyện lùm xùm thôi. Nhưng mà về sau này anh đi từ cái nghiệt ngã này đến nghiệt ngã trong đời sống cho đến ngày chết. Và chúng tôi cũng biết rất là nhiều những trường hợp có những người cư sĩ, có những vị xuất gia như giận một ai đó, giận một tổ chức nào đó, giận một giáo hội nào đó, dùng những lời biệt thị rất là nặng, rồi cuối cùng là mang cái quả của khổ nghiệp của mình. Vì vậy các bậc trưởng lão mà chúng tôi ở gần, các vị thường nhắc một điều là mình đi tu á, thân nghiệp có vị mà ít có gây. Tại vì cái thân nghiệp ác như đánh đập sát sanh không gây, nhưng mà coi chừng khổ nghiệp. Tại khổ nghiệp nó tiện quá, sẵn miệng cứ nói cái gì cũng nói. Trong lúc người cư sĩ đó thì có thể thân nghiệp khổ nghiệp thì dễ dàng để tạo mà chúng ta không biết. Nhưng mà người xuất gia đó, đôi khi là vì mặc dưới áo tu hay ở trong chùa không có điều kiện nhiều để tạo những nghiệp cực ác bằng thân, nhưng mà coi chừng cứ tạo nghiệp ác tâm. Và có thường xảy ra lắm. Ví dụ như mình không tu thiền thì mình ghét những người tu thiền, ghét cái tu thiền thì thấy người ta đi tu mình chỉ trích, mấy người đó thế này, mấy người thế kia, coi chừng đó, chúng ta tạo ác nghiệp. Và có điểm này là mình sống đó, ở gần với nhau, thỉnh thoảng nó có những đụng chạm, nhưng phải cẩn thận là với người bình thường coi vậy mà ít có tạo nghiệp hơn là đối với người tu. Chúng tôi lấy ví dụ như là quý Phật tử cùng đi chùa với nhau, người này cũng dựng ngũ giới, người dựng ngũ giới, người này tập bát quan trai giới, người tập quan trai giới, nhưng vì mình ở gần nhau thành ra có những đụng chạm, mình gặp mình nói xấu, mình nói này kia, biết đâu người mình nói xấu người ta lúc ta đang tu bát quan trai, lúc ta đang tu thiền thì tốt hết là đừng nói. Tốt hết là mình có sự tôn trọng. Và cũng có rất nhiều trường hợp mình chê bai vị này thuyết pháp thế này, chê bai vị thuyết pháp thế kia, chê bai vị này tu thiền thế này, chê bai tu thiền thế kia. Không biết là cái chuyện chê bai, chuyện mà biếm nhã như vậy được cái gì cho mình. Nhưng mà trước nhất là nó rất dễ để chúng ta tạo ác nghiệp. Tại khi mà mình tu tập, và đặc biệt mình tin Phật Pháp, mình tin lý nhân quả, thì mình sẽ rất là kiệm lời. Rất là kiệm lời khi mình nói về một ai đó, nói về pháp tu nào đó. Bởi vì sao? Bởi vì mình có thể chủ quan, bởi vì mình có thể không biết hết. Nhưng mà mình nói cho nó sướng miệng, nói thích, nói thì nói, nhưng mà mình tạo nghiệp cũng không hay. Vì vậy
tốt nhất là ta nói chuyện người, người biết chuyện mình biết. Mình biết chuyện mình chưa xong, mình đi nói chuyện người coi chuyện mình bị những quả báo, bị những vấn đề. Và ở đây chúng tôi cũng phải nói thêm một việc là cái sự quan kết, quán thù, phẫn nộ rất khó để mà chúng ta dằn. Rất khó thưa quý vị. Khi mà cái cơn giận đã lên men rồi, khi chúng ta nổi cơn thịnh nộ, cuồng nộ rồi thì rất khó. Vì vậy chúng ta phải chuẩn bị trước một cách tốt nhất mà để giảm thiểu cái sự cuồng nộ đó là tu tập tâm bi. Dukkhapata chenitukha vajapata chenipaya sukhapata chenisukha. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu đi. Và mỗi ngày chúng ta tự nhắc chính mình rằng mình không mong ai khổ, không mong ai khổ, không ai mong ai sống trong sự âu lo sợ hãi, không mong ai sống trong sự sầu muộn. Nếu mà thường tu tập tâm bi thì giúp chúng ta bớt đi thù oán phẫn nộ, đồng thời thỉnh thoảng tự nhắc chính mình là theo lời Phật dạy, quán thù không được gì hết. Quán thù thì tự nung nấu chính mình, tự đốt cháy chính mình. Quán thù phẫn nộ như là tung bụi ngược gió. Ở trong lúc đời sống hàng ngày, khi mình chưa sân, chưa giận đó, mình thường tâm niệm như vậy. Lúc mình nổi cơn thịnh nộ thì nó cũng đỡ đi, mình không nói quá. Chúng ta hay bị rơi vào trong cái tình trạng gọi là rác nước mới đầu giếng, giặt đến mới xây thành. Có nghĩa là khi nào mà mình đã có quan trái rồi, bây giờ mình lo tu quá, khó tu lắm. Tại lúc cái tâm mình nó chắc chặt rồi. Quý vị nhớ rằng chúng ta rất dễ hận thù, dễ hận thù lắm. Và đặc biệt trong thế giới hôm nay, nội cái chuyện mà Nga đánh Ukraine không? Hai quốc gia ở bên trời Tây, chúng ta thấy cộng đồng người Việt cũng có lý do để binh bên này chống bên kia. Thậm chí khi thù ghét lẫn nhau. Trong những sự việc như vậy, tâm của chúng ta rất dễ bị lôi cuốn. Mà nếu chúng ta không có ý thức, không có chánh niệm, thì coi chừng lâu ngày, chúng ta cũng là người sống với tâm sân hận. Chúng ta cũng là người sống với hận thù. Một cái thứ hận thù mà do cái tác động từ chuyện rất xa, do cái tác động từ cái thời sự. Và bây giờ thưa quý vị, một cái hiện tượng mà các vị thấy là những người ngày hôm nay họ nổi tiếng, họ thường xuất hiện trên mạng Internet như là Facebook hay là YouTube, thì luôn luôn có những cái hiện tượng gọi là fan, tức là những người hâm mộ, và anti-fan, tức là những người chống đối hay những người ghét bỏ. Và đa số được gặp người thương kẻ ghét. Dĩ nhiên ai làm gì cũng có người thích hay không thích, cũng có người thương kẻ ghét. Nhưng có điều này là có những người họ nuôi những cái cay đắng ở trong lòng đối với cá nhân A, cá nhân B, cá nhân C. Sự cay đắng đó họ nghĩ nó hoàn toàn hợp tình hợp lý. Chúng tôi có nhận được một email của một Phật tử hỏi chúng tôi về một việc mà nó hoàn toàn không liên hệ tới tu tập, không liên hệ chúng tôi hết. Họ nói rằng có một nghệ sĩ ở Việt Nam là nghệ sĩ Hoài Linh có cất một cái nhà tổ và nhiều người đến đó cúng bái. Thì cái nhà tổ đó có phải là cái chùa không? Cái nhà tổ đó rất có nhiều người khuyên là nên dẹp bỏ đi. Tại vì tại sao mình cất, mình là người có quyền cất nhà sư tổ v.v. Thì họ gửi chúng tôi một vài cái, nhiều cái chuyện mà kẻ nói qua người đó lại. Và vì đó hỏi chúng tôi rằng
một người lập nhà từ tổ như vậy có cái tín ngưỡng giống giống cái chùa thì có nên xem là cái chùa không? Thì thứ gì chúng tôi có trả lời rằng những sự việc này đó nó nằm ở trong cái vùng thị phi. Và trước khi mà chúng ta nói những chuyện đó, làm sao tâm của chúng ta là người con Phật á? Ý thức bằng chánh niệm thấy được rằng nếu mình không khéo, mình sẽ rơi vào ở trong trường hợp rất thương, rất ghét. Và cái thương, cái ghét đó đó, nó dẫn đến nhiều cái hệ lụy của phiền não lắm. Mà nếu chúng ta không để ý, mà nó chỉ là một chuyện thôi, mình không biết thì thôi, đã biết thì có đắn đo, đã biết thì có phê phán, đã biết thì có thích và không thích. Và một khi mà có đắn đo, có phê phán, có thích, không thích thì nó làm cho mình trở nên phiền não. Và cái người mà tu tập mà có chánh niệm thì dừng lại ở một điểm nào đó mà cảm thấy à, phiền não đang khởi, à, đây là điều dẫn đến phiền não, mình ngưng lại. Ngưng lại ở một cái điểm nào đó mà mình nghĩ rằng nó đang dẫn mình vào ở trong cái vũng lầy của phiền não, thì đó là một trong những lợi lạc của sự tu tập chánh niệm, là có khả năng nhìn lại chính mình. Còn nếu chúng ta không khả năng nhìn lại và chúng ta cứ lao tới vào một cuộc phiêu lưu vô hạn, bây giờ mình nghĩ trong cuộc đời nếu mình bỏ thời gian ra để thù ai đó, để gác ai đó, để giận ai đó, và thậm chí có thể lên Facebook, lên YouTube để miệt thị, để chửi mắng người đó nhiều, rồi làm gì? Không biết người đó có chết không mà thấy chúng ta phiền não trước. Chúng tôi có đọc nhiều cái email của những người chửi qua chửi lại đó, và thậm chí khi chửi chúng tôi nữa. Những email đó mình cầm lên mình đọc, mình biết rằng những người này ở trong tâm chứa đầy nọc độc của phẫn nộ. Bởi vì sao? Bởi vì cái lời họ viết, cái ý mà họ diễn đạt, và thậm chí là những cái giận dữ, những cái phẫn nộ này đó, nó đã khiến cho họ không còn bình tâm để nhìn vấn đề từ nhiều góc khác nhau. Chúng ta dễ rơi vào chuyện đó lắm. Rất cần cái sự chuẩn bị tinh thần trước. Chuẩn bị bằng cách là tu tập tâm bi bẩn. Chuẩn bị bằng cách là nhớ lời Phật dạy. Là coi chừng những cái phẫn nộ nó tạo nên lời nói, hành động. Nó chỉ là thứ bụi tung ngược gió. Chứ không ai trong chúng ta muốn như vậy. Thứ gì để về chúng tôi tiếp lời của Chư Tôn Đức, quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút nha. Không biết là Hòa Thượng Tuệ Siêu ngài có còn ở trước máy không? Nếu Hòa Thượng Tuệ Siêu nghe được thì xin kính thỉnh Hòa Thượng chia sẻ một vài điều trong buổi học ngày hôm nay. Có lẽ Hòa Thượng Tuệ Siêu hiện không có mà. Dạ Hòa Thượng Tuệ. Bây giờ từ xíu muốn hỏi Hòa Thượng là khi mà mình nói về cái hiện báo nghiệp á, tức là mình làm một việc thiện hay việc ác, và đặc biệt ở trong trường hợp này mình làm một việc bất thiện mà việc đó nhắm vào một cái đối tượng mà đối tượng vô hại, đối tượng không có đối tượng đó không có cái hiềm hận á, thì Đức Phật dạy rằng mình sẽ gặt hái những điều bất hạnh như là bụi tung ngược gió. Thì cái đó Đức Phật muốn nói trên phương diện tâm lý hay là trên phương diện nhân quả, và cái hiện báo nghiệp đó nó có thể xảy ra với người đó như thế nào? Xin Hòa Thượng quan hỷ giải rõ về điểm này. Anh đang một thầy nha. Kính bạch từ người tổng đức kính thưa quý vị, nói với một người khi mà họ tạo cái thân hành hay cái khẩu hành
đối với một chúng sinh khác nói chung và đối với cái bậc có cái quy đức tu tập là nói gì thì cái người mà tạo cái thân nghiệp ác, khẩu nghiệp ác như vậy đó, họ bị khổ tâm, họ rơi vào cái những cái hệ lụy trong đời sống của họ đó. Nó có hai trường hợp là cái hệ quả tâm lý, mà cũng có thể là cái hiện báo nghiệp theo nhân quả. Bởi vì khi những cái tâm bất thiện nó sinh khởi thì cái tâm bất thiện đó nó sẽ ám ảnh, nó chi phối cho người tạo cái hành động đó. Như ở trong bài kinh Palapandita Sutta, bài kinh nói về người hiền và người trí, người ngu và người trí, Đức Phật có dạy rõ một người, một kẻ ngu khi họ tạo thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh thì ghi trong hiện tại họ bị ba cái cảm thọ cũng thế nào. Thứ nhất là họ đi đến giữa cái hội chúng nào thì tâm của họ rụt rè, lo lắng, và khi thấy người ta nhìn hay là người ta sầm sì nói chuyện, không biết là nói chuyện gì, nhưng mà cái người làm việc xấu tự nhiên họ cảm thấy đột nhạt, họ nghĩ rằng những người này đang soi bói ta, đang nói xấu người ta, cho nên cái tâm họ bất an. Cái điều thứ hai là khi một người người ngu khi họ tạo cái thân ác nghiệp, cái khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp, khi họ gặp trường hợp họ thấy hoặc họ nghe ở chỗ này ở chỗ kia có kẻ giết người hay là trộm cướp bị vua quan truy nã bắt bớ bỏ tù hoặc là xử trảm hoặc là lưu đày, khi nghe như vậy đó thì người cảm thấy lo lắng bất an, nghĩ rằng ta cũng là người có cái hành động ác, thân ác, khẩu ác, sát sanh hay là trộm cướp vân vân.
cái nào cũng bị vua quan luật pháp phát hiện ra và cũng hình phạt và giết chết như thế. Cái sự bất an thứ ba là khi một kẻ ngu làm cái hành động ác, lời nói ác, ý suy nghĩ ác, khi họ nằm, họ ngồi, hoặc họ đi, họ đứng ở đâu, họ cũng bị cảm cái tội lỗi, họ bị cái tội lỗi đó nó đè nặng, treo nặng, giống như là một người ngồi mà ở trên đầu có treo có một cái tảng đá mà treo lơ lửng bằng sợi dây mỏng manh. Hoặc là chúng ta ngồi ở đây mà ở phía trên đầu cái gác hay cái tấm trần trần nhà nó bị hư mục và nó như muốn sụp đổ thì ngồi dưới này không có yên. Đúng là ba cái sự kiện mà do cái tâm lý, do cái hệ quả tâm lý. Mà như trong pháp cú kinh Đức Phật dạy rằng cái câu số 10 7 là Đức Phật dạy Ithaso chati, Ithaso chati, Mavakari upayas, Thaso chati, So chati, So vihanyati, Diswa kamma kilitamatano. Nay sầu đời sau sầu, làm ác hai đời sầu, nó sầu nó ưu não, thấy nghiệp quế mình làm. Cái đó là bị ám ảnh bởi cái tâm lý đó thưa quý vị. Và cái câu ý thức tập bất tí với chất tập bất tí ba phát cà rê và giác thức tập bất tí và bằng mê cả tăng tí tập bất tí phải vô tập bất tí đúng cả tương tự tồn. Nay khổ đời sau khổ, làm ác hai đời khổ. Nếu khổ ta làm ác, mà khổ thú khổ hơn. Thì ngoài những cái sự kiện đó chúng ta thấy rằng là một người khi mà họ năng tâm, họ biết là hoặc là họ mắng chửi hoặc là giết hại những người có ân với họ như là cha mẹ thầy tổ hay là những vị mà có cái đức hạnh như là các bậc sa môn hoặc là những bậc thánh, là những bậc vô hại. Thì khi mà họ tấn công các vị đó nhiều chừng nào thì cái tâm của họ đau khổ nhiều chừng đó, nó bị ám ảnh bởi cái tâm lý. Một kẻ thù hung dữ nó phản kháng lại, là phản kháng lại mình. Mình đứng chửi người đó, đứng được người đó,
thì sau đó mình ít có bị hối hận. Còn đúng với một người hiền thiện, họ không phản kháng. Sau khi mắng chửi xong, đánh đập xong, thì cái nỗi ám ảnh đó sẽ theo suốt. Cái này là ảnh hưởng tâm lý thưa quý vị. Chưa nói đến cái gọi là Dittathamma Vedadiyakamma, tức là hiện báo nghiệp. Những cái trường hợp mà cái hiện báo nghiệp như là cái phim Magadhyaya, một bài mưu để quả thiêu hậu cung, giết chết hoàng hậu Samavati và 500 cung tần là những cái vị thánh cư sĩ, thì sau đó bị vua Udena hành hình bị khóc cho đến chết. Thì cái này là cái hậu, cái hiện báo nghiệp. Cái đó là cái hiện báo nghiệp. Còn hoặc như đến ngoại đạo, nó thuê mướn những tên côn đồ để mà nó phục kích và nó giết hại vị A-la-hán Mahamoggallana, thì sau đó chúng nhận tiền thưởng và chúng chia nhau, cãi nhau vì không có đồng đều, rồi trinh thám của vua Pasenadi thu thập được cái thông tin đó bởi chính miệng người đó khai, đổ qua đổ lại với nhau. Thế là họ bị hành hình, lăn trì, xử tội, và sau đó họ bị rơi vào địa ngục. Cái này là vừa là hiện báo nghiệp, vừa là sanh báo nghiệp. Cho nên chúng ta phàm phu thì chúng ta khó biết được trường hợp nào là trường hợp hệ quả của tâm lý sau khi hành động, và trường hợp nào là chiêu thẳng hiện báo nghiệp, chúng ta không biết được. Chỉ có Đức Phật, một cả la hán chánh đẳng giác, thì ngài thấu rõ điều đó. Nhưng ở đây chúng ta cần phải biết, bất luận là cái hệ quả tâm lý hay là ảnh quả của hiện báo nghiệp, nhưng mà cả hai trường hợp đều đem đến sự đau khổ cho một cái người đã xúc phạm đến cái bậc vô hại, giống như là tung bụi gió, tung bụi ngược gió vậy đó. Là trong một câu nói trong chữ Hán có câu ngậm mắt phun người dơ miệng mình, hàm huyết phúng nhân, khu u tự khẩu. Cũng tương đương cái câu mà ngậm, cái câu mà tung bụi ngược gió vậy thôi. Nên ở đây
Chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta nên cẩn trọng trong bất cứ cái hành động, cái lời nói, ngay cả cái tư tưởng. Như là tỳ khưu Kolika mà có cái tư tưởng quấy, cái tư tưởng suy nghĩ xúc phạm đến hai vị thượng thủ tinh văn của Đức Phật, để rồi chuốc lấy cái hậu quả gây đau là toàn thân tự nổi ghẻ, nổi nhọt, hành hạ khổ thân cho đến chết, sanh xuống địa ngục A Tỳ. Thì chúng tôi phải cẩn thận, cho dù hiểu báo nghiệp nó có thể trở thành ahosikamma là vô hiệu nghiệp, nhưng mà cái hệ quả tâm lý mà bị đè nặng mặc cảm bởi những cái tội lỗi, cái điều đó là không thể tránh khỏi, thưa quý vị, không thể tránh khỏi. Cái nào cũng là khổ, khổ do mặc cảm lỗi lầm, hay là khổ do hiệu quả của hiện báo nghiệp, thì cái nào cũng là khổ. Cho nên chúng ta nên hiểu rằng có thể có cả hai, thì chúng ta nên tránh những hành động xúc phạm, cái lời nói xúc phạm, cái ý nghĩ xúc phạm đến những cái bậc vô hại, thì như vậy là tốt. Nhắc đến đây thì chúng tôi nhớ hoài cái hạnh của Hòa Thượng Giác Chánh. Hòa Thượng Giác Chánh thường nói là một vị sư sa di, dầu cho vị đó mới tu nữa, nhưng mặc trên mình chiếc y thì mình phải cẩn trọng. Cẩn trọng đó là có, nó đem đến cái lợi ích cho mình, không có hại cho mình. Bởi vì mình đâu có biết người ta tu tập như thế nào, người ta giữ giới như thế nào. Nếu mà gặp vị sa di đó mà giữ giới tốt, giữ giới trong sạch, mà mình gặp vị đó hay gặp vị tỳ kheo với xuất gia, nhưng mà vị đó có phẩm hạnh chân chính, mình chửi mắng hay đánh đập các vị đó, đó thì mình mang nghiệp, mình mang nghiệp lắm. Cho nên lúc bình sinh Hòa Thượng thường hay nhắc nhở, và Hòa Thượng nói chính bản thân Hòa Thượng cũng vậy, đúng với các đệ tử, các học trò, dù có lỗi lầm gì khiển trách của trách vậy thôi, chứ còn không có đánh, không có đánh đập, không có mắng chửi thô bạo. Cái đó không phải là vì mình sợ người ta, nhưng mà mình ngừa, mình ngừa cái hậu quả cho mình thôi. Thì đây là một vài điều chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị thêm trong cái bài học này. Xin kính thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trình Hòa Thượng Tự Sư. Bất Hòa Thượng Tự Sư, Hòa Thượng Quang Khỉ và thứ khí chia sẻ một thêm một suy tư của Hòa Thượng. Một điểm này là có đôi khi đó Đức Phật ngài khai thị cho một vị nào đó mà ngài không nói nhiều, ngài nói một ngắn thôi, như trong bài kinh này chỉ có một bài kệ bốn câu thôi, nhưng bài kệ bốn câu này đã là một thay đổi lớn, rất lớn đối với một đời người. Và chẳng những thay đổi lớn với một đời người, mà từ một người cư sĩ trở thành vị xuất gia, từ một người phàm trở thành vị A-la-hán, thì như vậy đó là do cái túc duyên đầy đủ của vị đó, hay là do cái giá trị của câu kệ này. Dạ, câu kệ này có đủ cái năng lực để khiến cho làm một thay đổi lớn hay không, hay là cái chuyện này mình nói là do cái duyên vị mới được như vậy,
Còn bây giờ thì chúng ta đọc, chứ chúng ta cũng có tác đạo chứng quả gì. Thì Hòa Thượng Quan Hỷ giải rõ là cái việc chuyển hóa này đó là do túc duyên hay là do cái hiệu năng của cái lời của cái ông. Xin kính thỉnh Hòa Thượng. Chư Tôn Đức kính thưa quý Phật tử, trong Pháp Kinh Phẩm Hoa Đức Phật có dạy một câu: như bông hoa tươi đẹp, có sắc và không hương, cũng vậy lời khéo thuyết có làm thì mới có kết quả. Câu này chúng tôi cũng xin mở ngoặc nói thêm là có nhiều vị pháp sư không có chú ý ở trong chú giải, cho nên cũng rất dễ bị hiểu lầm. Hiểu lầm rằng là nói hay nhưng mà không có làm thì như vậy nó không có, nó chưa phải là giỏi. Cái người nói hay có làm thì mới có kết quả, họ hiểu như vậy. Nhưng mà thực ra đó thì câu này là Đức Phật Ngài thuyết trong trường hợp tôn giả Ananda được Đức Thế Tôn chỉ định đi vào trong hoàng cung theo lời thỉnh cầu thuyết pháp, dạy học, giải pháp cho các công nữ của vua. Nhưng mà ở trong số đó chỉ có một là lãnh hội chăm chú nghe pháp và có sự thực hành tiến bộ đáng kể, còn đa phần còn lại thì họ chỉ vì mệnh lệnh của vua phải học pháp thì học gì chứ học cũng lơ là lắm. Thì Đức Phật nói rằng là cái giáo pháp của Ngài mặc dù được khéo thuyết nhưng mà có giá trị là đối với người có cái sự thực hành kìa, nó mới có giá trị. Còn đối với người mà không có giá trị, cũng như cái hạt kim cương đá quý, đối với người mà họ biết thưởng thức thì cái hạt kim cương đó nó mới quý. Chứ gặp thổ dân đó, gặp thổ dân ở những cái vùng núi có kim cương thì đá quý kim cương đối với họ cũng như là đá bình thường vậy thôi. Cho nên cái người phương Tây, người da trắng, họ đem những cái thực phẩm để họ đổi, để họ thu nhập kim cương, họ đem về họ làm những cái đồ trang sức. Mà nữ hoàng Elizabeth mặc một bộ y phục mà nặng kim cương, thưa quý vị, rất giá vô cùng. Nhưng mà nếu những viên cương đó mà đem bỏ qua cái vùng đất của những người thổ dân da đỏ đó, thì chắc chắn là họ coi không ra gì hết. Bởi vì cái đó không có,
họ nghĩ rằng là không có giúp cho họ no, không có thể giúp cho họ sức qua ngày được. Sở dĩ mà chúng tôi nói cái điều này hơi nhiều chút xíu là vì muốn trả lời cái câu hỏi của Hòa Thượng Nhất Đẳng, là cái sự chuyển hóa lớn lao được ghi nhận trong cái bài kinh này là do giá trị của pháp ngữ hay là do túc duyên của đương sự. Thì chúng tôi xin trả lời trước hết đó, là do túc duyên của đương sự. Do đương sự là những người mà trong đời quá khứ đã từng có những cái khuynh hướng vô tham, vô sân, vô si, có những khuynh hướng xuất gia, có cái khuynh hướng viễn ly, có phương hướng xuất ly giải thoát. Khi mà đã có cái khuynh hướng như vậy đó, vậy đó cảm thấy sợ hãi, chán nản cuộc đời và tu tập tuệ quán, nó quen đi, nó đầy đủ. Cho đến hiện tại này, mặc dù trước đó bị vô minh nó chi phối, che lấp, do sanh hữu che lấp vì đó không nhớ, không biết, nhưng mà gặp vị chánh đẳng chánh giác, ngài lắng cho nghe một ý nghĩa thâm thúy như là vẹt tan cái bóng tối đem lại ánh sáng cho họ, thì tự nhiên là họ tỏ ngộ ngay. Thì lúc bây giờ giáo pháp của Đức Phật nó chuyển hóa được họ. Như vậy thì có cả hai, cái sự chuyển hóa lớn lao được ghi nhận trong cái bài kinh này và những cái bài kinh khác cho các vị Bà La Môn đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì một là do giá trị của pháp ngữ, vì cái lời dạy này là do một vị chánh đẳng chánh giác thuyết giảng, và bậc chánh đẳng chánh giác thì ngài am tường, ngài hiểu rõ cái khuynh hướng của chúng sinh từ trong quá khứ, cái khuynh hướng như thế nào. Giống như một bác sĩ, một thầy thuốc giỏi chỉ là nghe cái âm thanh hay nhìn cái sắc diện, cái màu da của bệnh nhân là đã chẩn đoán được cái căn bệnh, cái chứng bệnh như thế nào và cho thuốc một cách chính xác, thì sẽ đem đến cái hiệu quả là người này hết bệnh. Nhưng mà phải thêm một cái nữa là nếu giáo pháp được khéo thuyết, nhưng đương sự lại là một chúng sanh phàm phu, ngu si thiểu trí, ở trong quá khứ không từng tạo ba la mật, không có túc duyên. Túc duyên tức là không có đầy đủ với nhân duyên đó. Thì như vậy cũng dầu cho lời Đức Phật này có khéo thuyết cách mấy đi nữa thì cũng không có chuyển hóa được họ, không có giúp cho họ được giác ngộ được. Cho nên nó phải phối hợp. Nhưng mà thường thường thì thưa quý vị, hẳn một người mà không có túc duyên đó, thì Đức Phật ngài sẽ không nói gì. Chính cha giả là thay phụ đứng trước mặt Đức Phật ở giữa hội chúng đang nghe pháp và nói những lời theo dệt vu khống Đức Phật,
đối với cái con người này thì không có thể chuyển hóa được. Cho nên Đức Phật Ngài không cần phải thuyết cái gì nữa. Khi mà nàng Chính Cha mà nói xong đó, Đức Phật đã nói rằng: này Chính Cha, chuyện này hư thật như thế nào thì chỉ có Như Lai và ngươi biết thôi. Tức là ý Ngài muốn nói là cái chuyện đó đó, Ngài có làm hay không làm thì Ngài biết. Còn cái chuyện mà sự thật là như vậy hay là du khống thì nàng Chính Cha biết. Ngài chỉ nói nhiêu đó rồi Ngài nhập định, Ngài dùng phép tính định luôn. Lúc đó khiến cho cái bảo tọa của Đức Như Thích đứng lên. Đức Như Thích quan sát rồi thấy rằng là ngoại đạo Chính Cha làm tổn hại Đức Thế Tôn, đứng dù không Đức Thế Tôn. Cho nên Đức Trời Đế Thích Ngài bảo trước Ngài Thiên Vương đi đến cùng với Ngài, quá hiện thành những con chuột và cắn đứt cái sợi dây mà cô ta bó cái khúc gỗ ngang bụng để mà đụng lên là giữ làm thai phụ. Nước sợi dây đó khúc gỗ rớt xuống cái bàn, còn cái bàn chân của nàng ta đâu. Lúc đó mọi người hiểu được rằng là nàng Chính Cha đến du khống Đức Phật, cho nên người ta hùng hổ tấn công nàng, nhưng mà Đức Phật Ngài ngăn lại. Và nàng hổ thẹn bỏ đi, nhưng mà nàng vừa ra khỏi tầm mắt của Đức Thế Tôn thì bị đất rứt, đất nứt, rút nàng xuống địa ngục chết, chết sanh xuống địa ngục ở tỷ. Cho nên trong trường hợp này, những người không có đủ túc duyên là sư Phật Ngài không có thuyết. Còn hãy một khi mà gặp có cái chúng sanh mà có đủ túc duyên đó, thì lúc đó Đức Thế Tôn Ngài mới thuyết một bài kệ. Một bài kệ đó nhắm ngay vào cái trình độ của người này, họ sẽ hiểu. Tướng cướp Angulimala, Đức Phật Ngài dùng thần thông để Ngài cho tướng cướp đó rượt đuổi Ngài, rượt mãi mà Ngài vẫn đi bình thản và rượt không tới, giống như là rượt cái bóng vậy đó, chạy càng chạy nhanh thì cái bóng đi về phía trước, cho nên không có tới được. Giống như mà hồi nhỏ chứ, ở dưới chơi dưới trong cánh đồng thưa quý vị, buổi chiều đó nhìn lên trời cỡ khoảng chừng mùng 8, mùng 9, mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 8, mùng 9 trên bầu trời thấy có mặt trăng rồi thì bắt đầu nhìn theo mặt trăng chạy theo. Thưa quý vị, chạy theo, nhưng mà cái khoảng cách giữa mình và mặt trăng cũng vậy thôi. Cho nên lúc đó đó Angulimala mới nói rằng: này Sa Môn, hãy dừng lại. Đức Thế Tôn Ngài vừa đi, Ngài bảo rằng ta đã dừng lại rồi, chỉ có ngươi là chưa dừng thôi. Lúc đó Angulimala mới hỏi Đức Phật, thì Đức Phật Ngài giải thích cho nghe Ngài đã dừng lại cái tham vọng và dừng lại cái tâm hại, còn ngươi chưa dừng lại, chạy theo cái tham vọng và sát hại chúng sanh khác. Nghe xong như vậy thì Angulimala tỉnh ngộ, quăng bỏ gươm đao và cởi bỏ cái vạt, cái vòng qua ngón tay, đảnh lễ Đức Phật xin xuất gia, chẳng bao lâu chứng A-la-hán quả.
Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rồi, cái sự chuyển hóa lớn lao nó cần phải được hai yếu tố. Một là do túc duyên của đương sự, và hai là giá trị của pháp ngữ mà Đức Thế Tôn thuyết. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Bữa nay chúng tôi cũng làm mất thời gian của quý vị nhiều. Bây giờ còn ít phút, xin kính thỉnh Thượng Hòa Thượng Giác Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú. Bạch Hòa Thượng từ xưa lẽ ra để Hòa Thượng đi nghỉ. Thì còn mấy phút cuối cùng thôi, nhưng mà có một câu hỏi từ một người. Và người này thì lại là người rất là có cái tâm hoan hỷ với pháp Hòa Thượng giảng. Thật ra nếu được thì Hòa Thượng hoan hỷ giúp để chia sẻ với người này. Là người này kể câu chuyện cá nhân của mình là hồi trước vị này làm hội trưởng một ngôi chùa, hội. Và ở trong khi vị này làm hội trưởng thì có một nhóm Phật tử họ lại chống đối với vị này. Tức là vị này với vị kia, với nhóm đó là chống đối nhau. Và cái nhóm chống đối đó, họ vì lý do gì đó, họ đã mời thỉnh một vị trưởng lão về để trai tăng cúng dường và thuyết pháp. Thì cái vị này do bực bội cái nhóm chống đối đó đó, đã có những lời nói nặng xúc phạm đến vị trưởng lão, không có thẳng mặt mà nói sau lưng. Về sau này khi vị này được nghe pháp một chút thì vị này tỉnh ngộ và thấy rằng vị trưởng lão thì chỉ nghe Phật tử họ thỉnh thì cứ đi thôi, chứ cũng không có liên hệ gì gọi là phải đặt vấn đề vui buồn thương ghét. Thành ra bây giờ cái vị này á có một cái tâm hối hận, và vị này nêu câu hỏi rằng ở trong trường hợp vị này nhận thấy rằng cái ý nghĩ quấy của mình, cái lời nói quấy của mình đối với vị trưởng lão là sai, thì vị đó có nên gặp vị trưởng lão đó để xin sám hối không? Dạ, sám hối trực tiếp không? Tại vì vị này ngại là sợ cái nghiệp nặng không biết gì. Nên mình có thể cho một vài lời khuyên cho vị này được không? Vị này đang có mặt ở trong trong lớp học, xin kính thỉnh Hòa Thượng. Kính thưa quý vị, ở trong bài kinh Vallathitta Rahulovada, giáo giới Rahula ở tại Ambalakita, Đức Phật Ngài dạy cho tôn giả Rahula nghe về cái pháp tu phản tỉnh Pachyavekana. Nên Rahula, khi con đã làm một cái thân hành, những cái khổng hành hay một cái ý hành nào rồi, thì cần phải phản tỉnh lại. Giống như là nhìn cái chi Đức Phật Ngài đưa lên cái ví dụ cái gương dùng để làm gì này đó là Bạch Thế Tôn, cái chiếc gương dùng để phản ảnh lại cái gương mặt của mình, để nhìn cái gương mặt của mình xem coi nó có sẹo vết hay là nó có mụn mụn hoặc là có cái vết bẩn hay không, mình sẽ rửa mặt, sẽ tẩy xóa vân vân. Thì Đức Phật nói cũng để tu tập đó, luôn luôn phải phản tỉnh lại cái thân hành khẩu hành của mình. Thì những cái hành động hay những cái lời nói mình đã nói, đã làm sau khi phản tỉnh và thấy được rằng điều ta đã làm, điều ta đã nói, cái này là một bất thiện, một pháp bất thiện, là một nhân đưa đến cái sự đau khổ và bị bất thiện trí thức quở trách, thì này ra hô lá, con cần phải phát lộ cái lỗi lầm đó, sám hối cái lỗi lầm đó với cái bậc đạo, với cái vị thầy có trí hay là người bạn đồng bọn bạn có trí. Đó là phải đi sám hối. Rồi ở đây chúng ta sám hối với ai? Ở đây thưa quý vị, nếu như một cái
lời nói, một cái hành động mà mình nói chuyện với chúng sanh thường. Thí dụ như mình đi ra ngoài đường, ra ngoài chợ, mình gặp một người nào đó tình cờ gây gổ với nhau, rồi mình mắng chửi họ, mình xúc phạm họ, thì sau khi đi chợ về, đi siêu thị về, mình cảm thấy hối hận. Bây giờ mình ra mình đi tìm người đó để sám hối, mình xin lỗi thì không có gặp nữa. Bởi vì nghèo nước mà, không có gặp nhau được. Thì lúc bây giờ là mình đi gọi là Batit Karotit, là mình phải phát lộ đối với một vị bạn đồng vọng hành. Bất cứ là một người nào, thí dụ như bây giờ một người cư sĩ khi đã có cái xúc phạm lỗi lầm đó, thì bây giờ mình hối hận thì mình nên xa quá, mình không thể gặp được cái vị trưởng lão, hoặc vị trưởng lão đó chết đi rồi đó, viên tịch rồi, hoặc ở xa mình không có gặp, thì mình đi đến một cái vị thương khác, hay là một người Phật tử thân thiện nào khác, một đạo hữu mà chúng tôi biết người này là người hiền thiện có trí, để mà mình phát lộ cái lỗi lầm của mình. Nhưng mình không phải sám hối suông, mà mình sám hối với cái quyết tâm là sẽ từ bỏ những cái thân hành, những cái khẩu hành đó trong tương lai, không có tái phạm như vậy nữa. Cái đó là cách sám hối. Nhưng cái điều tốt nhất để cho cái tâm nó không có bị ra rứt, khi mình đã xúc phạm đến cái vị đó, thì mình nên đi đến sám hối trực tiếp ngay vị đó. Nên mạnh dạn để mình sám hối, thật tâm sám hối, thành tâm sám hối cái lỗi lầm đó. Giống như là công tử Sô-rê-giá đã có một ý nghĩ quấy xúc phạm đến vị thánh tăng Mahā-ca-chà-ya-na. Sau đó hối hận và gặp được một người bạn chí cốt ở tại thành Sô-rê-giá, đi qua xứ Tát-ca-si-la, gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi. Mà bây giờ thì công tử Sô-rê-giá đã biến tướng trở thành một người nữ có gia đình. Nhưng mà gặp lại cái người bạn đó thì cũng bày tỏ cái tâm sự của mình và hối hận. Thì người bạn đó khuyên nên đi đến sám hối với ngài Mahā-ca-chà-ya-na. Ngài đang ở, ngài đã du hành đến tại xứ Tát-ca-si-la này nè, tôi có gặp rồi, bạn nên đi đến đó. Thì nàng Sô-rê-giá, bây giờ chúng ta gọi là nàng Sô-rê-giá, mới đi đến do sự hướng dẫn của người bạn, đi đến ngài Mahā-ca-chà-ya-na để xin sám hối những cái lỗi lầm mà mình đã xúc phạm đến ngài. Thì ngài Mahā-ca-chà-ya-na nói được rồi, ta tha thứ cho ngươi. Có cái lời nói đó thì nàng Sô-rê-giá mới được an tâm. Và do cái sự thành tâm sám hối như vậy thì nàng đã trở lại cái giới tính ban đầu là người nam. Và lúc bây giờ công tử Sô-rê-giá, bây giờ chúng ta gọi là công tử Sô-rê-giá, đã chán cuộc đời cho nên giao lại hai đứa con đó cho người chồng ở tư xứ Tát-ca-si-la và xin xuất gia với ngài Mahā-ca-chà-ya-na, và sau đó chứng quả là hắn. Cho nên ở đây thì cũng chúng ta phải đi sám hối quý vị Phật tử nào đó, vị đó nên biết rằng Phật tử ấy nếu muốn để cho tâm được yên lặng, được thanh tịnh, được
an vui đó, được là trú phà sa vi hà thì nên đi sám hối nếu vị trưởng lão đó còn, và hãy đi đến sám hối với vị đó, và phải sám hối thật tâm, thì như vậy thì nó sẽ tốt thôi thưa quý vị. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị như vậy. Bây giờ cũng hết giờ rồi. Xin kính trịnh hòa thượng giác đảng trở lại đúc hết buổi học Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trịnh hòa thượng từ sư. Rất là cảm kích là hòa thượng đã dành thời giờ trễ để giải thích về điểm này, và cũng mong rằng cô Phật tử đã gửi lời gửi câu hỏi đó, thì cô nhớ lời hòa thượng là chúng ta có hai cách. Nếu tốt nhất là mình gặp thẳng vị đó và xin phát lộ, tức là xin nói lên cái ý nghĩ không có đúng của mình trong quá khứ, hoặc giả là như pháp sám hối đối diện với một vị thiện trí nào đó, nhất là vị xuất gia thiện trí nào đó, để xin sám hối tội của mình, thì điều đó đó sẽ là một chuyện rất tốt. Nhưng mà cũng nên nhớ rằng theo Phật pháp đó, thì nếu chúng ta làm một lầm lỗi, biết lỗi phát lộ là tốt, nhưng đừng để chuyện đó nó khiến cho tâm tư mình rai rứt. Sự rai rứt đó là một thứ phiền não mà nó không có lợi cho đời sống của chúng ta. Bây giờ thì xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của lớp Phật pháp Buddha Dhamma. Kính tri ân chư Tôn Đức đã vào rung để thuyết giảng. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có lớp Bali Pháp Cú và vị giảng sư là Hòa Thượng Thời Sư. Kính đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Giảng. Sa thú lành thai. Con thưa nữ Như Pháp cùng đại chúng trong rung, thành kính đảnh lễ tri ân ngài Hòa Thượng Giác Đẳng, ngài Hòa Thượng Thầy Siêu đã biên soạn giảng giải và trả lời câu hỏi rất là thiết thực ở trong đạo tràng, để chúng con học hiểu và có thể hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ.